Các người vợ đang tấn công. Qua được không? Không qua được. Cầu thủ của San Vung đã lùi về rất nhanh và chặn được tình huống ở phản công của đội Kênh Cờ Bo. Bây giờ tiếp tục là Kênh Cờ Bo. Mọi người sút luôn. Cú sút rất căng nhưng bóng đi không chính xác. San Vung trả lời. Không được. Bóng đã trở về Kênh Cờ Bo. Bóng đi hết đường bên dọc. Kênh Cờ Bo tiếp tục được hưởng của đá biên. Vẫn là Kênh Cờ Bo. Đường chuyền rất nhẹ. Không được. Đây là một trong những tình huống bỏ lỡ rất là đáng tiếc. Xin được nhắc lại là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên là 4-2 nghiêng về Kênh Cờ Bo. Với khoảng cách 2 bàn thì chắc chắn rằng đội Kênh Cờ Bo không có gì an tâm về tỷ số này. Không được. Chỉ cần một cuộc chạm nhẹ nhàng của thủ môn Kriêng, bóng đã đi ra ngoài sân. Đường chuyền về cho thủ môn. Và chắc chắn ở hiệp thi đấu này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và đón nhận được không chỉ một vài bàn thắng mà chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều bàn thắng sẽ được. Đội nào đón được được banh vừa rồi. Đây. Phản nữa nha. Một cú sút rất nhẹ nhàng. Được rút ngắn xuống còn 3-4 cho đội Salamon. Bóng hết biển. Đội Salamon đang tỏ ra rất là khẩn trương. Bóng trúc sang ngang. Đội Kênh Cờ Bo có tình huống phản công rất nguy hiểm.